Mến chào các bạn. Hôm nay mùng 3 Tết năm 2020. Lần đầu tiên mình đi nhà thờ ở một nơi, đó là xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem nơi để tổ chức tôn giáo, tổ chức những cái buổi lễ của đạo Công giáo tại xã Tân Hưng. Vì là không có nhà thờ nên người ta đã mượn một ngày của giáo dân trong vùng để làm lễ. Buổi lễ diễn ra sát bên một cái con đường xe cộ qua lại, rất là nhiều bụi bặm và nắng gió, rồi là chưa kể những cái hiểm họa có thể xảy ra vì nó sát đường các bạn, sát đường giao thông các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một buổi lễ diễn ra rất là đơn sơ, mộc mạc nhưng cũng đầy đủ mọi nghi thức. Các bạn xem video này sẽ thấy được đức tin, niềm tin của giáo dân vùng này đối với Thiên Chúa, cũng như là các cha đã không quãng đường xa xôi để đến đây làm lễ cho con chiên của mình. Và bây giờ mời các bạn xem một số hình ảnh trong video này nhé. Cảm ơn các bạn.